Tập 54. Đi nè. Đi nè. Đi nè. Lần này rốt cuộc đã tới lượt ta ôm lấy nàng rồi. Lần này chẳng lẽ còn có lần trước sao? Ly Lạc, nàng đã nhớ lại rồi sao? Lại là chuyện ngày xưa từng xảy ra, nhưng tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Không sao đâu, nếu nàng không nhớ, ta sẽ giúp nàng tìm lại đó. Tìm bằng cách nào? Ta đưa nàng tới chỗ chúng ta từng gặp nhau. Ngày mai ta đưa nàng xuống phàm giới. Các người đã điều tra rõ chưa? Phải chủ nhân. Giao giờ tí, thủ vệ của họ lơ là nhất. Được, vậy hôm nay chúng ta sẽ đi khỏi đây. Dạ. Xem ra do bổn vương chiêu đãi thiếu chu đáo cho nên các vị mới đòi đi khỏi. Nếu như người đã biết hết rồi, vậy không cần dơ hơi nữa. Mau mở cửa ra. Ta biết 10.000 năm trước các cậu bị Nguyên Tế thống trị, sống cuộc sống không có lòng tự trọng, khó khăn lắm Nguyên Tế mới bị phong ấn, các cậu mới tìm lại được đôi chút tự do. Nhưng nào ngờ Nguyên Tế lại quay trở về, tuy không lớn mạnh như trước kia, nhưng trong lòng của các cậu từ lâu đã khiếp sợ hắn. Cho đến Ca Sách đánh bại Nguyên Tế, các cậu mới giành được sự giải thoát thật sự. Thậm chí ảo tưởng thống nhất Ảo Tuyết Thần Sơn, trở thành minh chủ mới. Nhưng không ai ngờ đột nhiên lại xuất hiện huyết mạch của Nguyên Tế Ly Thiên Tẩn. Giấc mơ tan vỡ lần này rồi đến lần khác không dễ chịu chứ. Phụng Hoàng đã giúp cậu được toại nguyện rồi. Do đó Ly Thiên Tẩn vẫn chưa lớn mạnh, ta cần hạ sát hắn trước. Cậu không cần đối phó hắn, hắn sẽ tự bại trong tay mình. Ý ngươi là sao? Ly Thiên Tẩn chính là anh không thích đệ đệ mà xưa nay Ca Sách thương yêu và tìm kiếm. Cái gì? Hắn sống lại rồi, tại sao hắn lại ở Hỏa tộc? Chẳng phải các người và băng tộc là đối địch sao? Sau khi anh không thích tỉnh dậy, đã quên hết tất cả mọi chuyện quá khứ, từ đó dẫn đến căm thù Ca Sách. Hắn cho rằng Ca Sách đã giết hắn. Ta chỉ sẵn dịp báo cho hắn biết, hắn đã không còn là anh không thích, mà là vị thần phục thù Ly Thiên Tẩn. Ngươi muốn lợi dụng hắn à? Đúng vậy. Muốn thống nhất tam giới, thống nhất Ảo Tuyết Thần Sơn, thì phải lợi dụng thần tộc mạnh nhất bên cạnh mình, cho Ca Sách và anh không thích tàn sát lẫn nhau, cho đến khi họ sức cùng lực kiệt, mới biết họ là huynh đệ ruột thịt. Chúng ta ra tay thủ tiêu cả hai.
Ngươi cũng muốn trở thành chân chủ, đó sẽ là cường địch của ta. Cũng chính vì chúng ta đối địch nhau, cho nên chúng ta càng phải thủ tiêu anh không thích và ca sách. Như vậy chúng ta mới có thể so tài cao thấp. Không biết ngươi có cách gì hay không. Thánh Tôn. Ừ? Ngày xưa con quen thân với Dương lắm hả? Tại sao con lại hỏi vậy? Hôm nay con tự làm chủ lấy, đã chọc giận Dương. Nhưng hình như ngày xưa cũng từng xảy ra chuyện này. Con cứ cảm thấy con và Dương hình như đã quen biết từ lâu. Sống trên đảo này cũng không có gì để làm. Ngày mai đúng lúc bọn người của bọn họ cũng đi nhận tuyết thành, cho con đi chung với họ được không? Không được. Tại sao vậy? Ta cho rằng những chuyện ngày xưa con không nên biết nhiều quá, nhất là những chuyện của Dương. Không nên có những chuyện hiểu lầm và mong chờ nữa. Thánh Tuân, mẹ nói như vậy là sao chứ? Con còn nhớ, trong lúc con hôn mê, người đến thăm con lại vội vã bỏ đi không? Dạ con nhớ. Đó là vì người muốn kịp về Nhẫn Tuyết Thành thăm vợ của người đó. Dương thành thân rồi. Trước khi con hôn mê, người đã thành hôn rồi. Nếu con đối với Dương cảm thấy thân thiết, có lẽ là do người xem con như bạn thân, thậm chí là chiến hữu mà thôi. Do đó ta cũng mong con giữ mãi thân phận này. Thà đau một lần thôi, khó khăn lắm con mới được sống lại, sao ta có thể cho con quay lại đường cũ được chứ? Sau khi vô chân tộc và băng tộc liên minh với nhau, càng lúc càng nhiều những thần tộc thoát ra từ ảo tuyết thần sơn, đi theo góp sức cho băng tộc. Chuyện đó tất nhiên rồi. Vô chân tộc là bộ tộc hoàn toàn không tin các thần linh nhất trong ảo tuyết thần sơn, kể cả họ cũng đòi làm bạn với băng tộc. Thử hỏi còn ai từ chối không? Tiếp tục như vậy, liên minh của băng tộc càng ngày càng lớn mạnh. Như vậy vô cùng bất lợi cho chúng ta. Chúng ta nên nhanh chóng lôi kéo thêm liên minh, nâng cao vị thế. Con không tán thành được. Những bộ tộc tìm kiếm liên minh, đó là vì họ không đủ lớn mạnh, không có khả năng chống lại ngoại tộc. Do đó họ cho rằng họ cần đến những bộ tộc khác lớn mạnh hơn để được sự bảo vệ của họ. Nếu thật sự muốn đánh bại họ, chuyện đó rất đơn giản. Chỉ cần thủ tiêu bộ tộc mà họ cho rằng lớn mạnh hơn mình, vậy thì bọn họ sẽ y như một cái thao cát dụng. Vậy ý của con, chỉ cần hạ sát ca sách, băng tộc và liên minh của họ sẽ bị tan rã. Đây là cách hiệu quả nhất. Tôi thấy về phía ca sách có tầm mộng tộc, thần y tộc, nhân ngư tộc, thiên linh và hùng tộc giúp đỡ. Muốn giết ca sách, tôi thấy không dễ dàng chút nào. Giết ca sách là chuyện của tôi. Nếu mọi người thật sự cần liên minh, nếu phải chứa chấp một số thần tiên nhỏ của ảo tuyết thần sơn, chỉ bằng tóm lấy một thần tộc lớn mạnh nhất. Tộc nào có sức ảnh hưởng lớn như vậy? Tôi cho là nhân ngư tộc. Băng quả lưỡng tộc cách nhau vô tận hải, giao chiến nhiều năm. Trước khi nguồn thánh quả phá hoại màn băng, lý do là nhân ngư tộc của vô tận hải bề mặt giữ lập trường trung lập, nhưng thực tế thì họ ủng hộ băng tộc, làm cho quân đội của chúng ta không thể tấn công thẳng vào được. Thời gian kéo dài, phần tiếp diện cho quân đội quả tộc không thể tiếp tục kéo dài cuộc chiến.
Nếu như ngư tộc đã giữ trung lập 10.000 năm rồi, có lý nào lại giúp chúng ta đối phó với băng tộc được chứ? Chỉ cần tìm được nhược điểm, giả lại bị chính liên minh của mình phản bội, Ca Sách nhất định sẽ đau lòng tột cùng. Con tìm được nhược điểm của nhân ngư tộc hay chưa? Vì muốn trả thù Ca Sách, tôi nhất định sẽ tìm được. Quá, công chúa giỏi quá. Công chúa lợi hại quá. Nạp đầy cho tôi. Dạ. Công chúa, cô chưa từng làm chuyện như vậy, cô có thấy quá hấp dẫn không? Đúng vậy. Như vậy mà hấp dẫn sao? Sau này tôi cho các cô chứng kiến những gì hấp dẫn hơn. Dạ, dạ. Nạp đầy đi. Dạ. Lam Thường, con nạp đầy cái gì vậy? Thánh Tôn, chẳng lẽ mẹ cũng có hứng thú sao? Chúng ta là thần tộc, đâu phải người phàm, đâu cần đến vũ khí của người phàm. Mau cất mấy khẩu súng đó đi. Lam Thường, ngày xưa kêu con theo ta học phép thuật, con bỏ trốn còn không kịp. Bây giờ tại sao lại có hứng thú với mấy thứ này? Vì con thấy buồn mà. Ở trên đảo, ngoài việc đi tắm bùn, tắm suối nước nóng, khiêu vũ hát ca, con muốn làm một số chuyện có thể cho con hoạt động gân cốt, giúp cho con trở nên tràn đầy sát khí hơn. Ta nghĩ con nằm ngủ quá lâu, tỉnh dậy muốn làm một lần xong hết tất cả những chuyện mà xưa nay con chưa từng làm. Ngang nhiên từ một công chúa cao sang trở thành một người thích sát phạt lẫn nhau. Nếu không phải con xinh đẹp, có ai muốn lấy con chứ? Thôi đi, nói chung là con không muốn xuất giá. Nếu con cảm thấy buồn, vậy con ra ngoài trải nghiệm đi. Được hả mẹ? Nói mà, trần gian có gì vui? Tôi nghe nói trần gian đang tổ chức đại hội thả diều. Được, vậy chúng ta đi chơi. Dạ, đa tạ Thánh Tôn. Con nhớ về sớm đó. Con nhớ rồi. Mau lên. Bánh bao, bánh bao. Công chúa, công chúa, công chúa. Mời ghé vô xem đi, rau cải. Công chúa đi chậm thôi, chờ chúng tôi với. Công chúa, sao các cô đi chậm quá vậy hả? Không phải chúng tôi đi chậm, mà do công chúa đi quá nhanh thôi. Công chúa, nhân ngư tộc chúng ta một khi lên bờ không thể đi nhanh được. Vậy các cô cứ đi từ từ đi. Thánh Tôn chỉ cho tôi một ngày thôi, tôi không muốn lãng phí. Công chúa, công chúa, công chúa, công đi, chúa chậm đi thôi. Chậm thôi. Công chúa chờ chúng tôi, công chúa với. Chờ chúng tôi, công với. Chúa, công chúa, công chúa, công chúa, công chúa chờ chúng tôi với. Tuyết Nhạn, cậu là Tuyết Nhạn. Tuyết Nhạn, đã lâu không gặp rồi. Tuyết Nhạn. Đúng, cậu chính là Tuyết Nhạn độc giác thú. Thái Đầu, xem ra Thái Đầu không mấy gì hài lòng với cái tên của mình. Nó cho rằng không được oai phong. Hèn chi mỗi khi mùi gọi nó bằng Thái Đầu đã được tỏ ra thất vọng. Giả lại có đôi lúc không chịu chạy nữa. Hay là
Để ta đặt tên khác cho nó nha. Tốt lắm. Đặt tên gì cho nó? Cứ gọi nó Tuyết Nhạn đi. Tuyết Nhạn. Lúc đó tung gió y như con nhạn đang lượn trên bầu trời vậy. Theo ta nghĩ, chắc trong lòng nó cũng mong muốn như vậy. Tuyết Nhạn. Nghe hay lắm. Vậy sau này tôi gọi cậu bằng Tuyết Nhạn nhé. Tôi biết cậu vui lắm. Đa tạ huynh đã cho nó thứ nó mong ước, tự do bay lượn. Ca Sách. Lâm Thường, tại sao cô lại ở trần gian? Tôi sống trên đảo thấy quá buồn chán, cho nên đi chơi cho khuây khỏa. Còn huynh, huynh đưa Tuyết Nhạn đi chơi sao? Tại sao cô biết tên nó là Tuyết Nhạn? Chẳng phải huynh đã nói cho tôi nghe hả? Tại sao tôi cảm thấy do huynh nói cho tôi biết nó tên Tuyết Nhạn? Nó không phải là độc giác thú của huynh sao? Nó là độc giác thú của Lê Lạc. Nếu như cô thích, cô có thể cưỡi nó đi chơi. Nói chung tạm thời tôi chưa đi về. Tôi? Vậy huynh đi đâu? Đi mua ít đồ. Tôi đi theo huynh được không? Hồi tôi mới đến trần gian, từng cãi nhau với Lê Lạc ngay trên cầu. Lúc bấy giờ cô ấy ngăn cản tôi đi cứu thích. Tôi đã cho cô ấy đóng băng trên cầu. Chẳng lẽ huynh đòi đi tìm quả tộc công chúa sao? Đúng. À, cố tình dập giận huynh để huynh đi tìm ả. Huynh làm vậy là đi nộp mạng. Tôi tuyệt đối không để cho họ làm hại thích mà khoanh tay đứng nhìn. Tôi là thượng giới sứ giả, trách nhiệm của tôi là bảo vệ huynh. Trước khi tôi có khả năng bảo đảm an toàn cho huynh, tuyệt đối không để huynh đi mạo hiểm. Tuy người phàm không có phép thuật, nhưng chúng tôi biết võ công. Khinh công của tôi không thua kém ảo ảnh di hình của huynh. Thủ giới sứ giả, tôi ra lệnh cho cô tránh ra. Ca Sách Dương Tử, đối phương có hàng trăm quả tộc binh sĩ đang chờ huynh. Ít ra chúng ta phải chiêu binh mãi mã và bạc bạc lại cho kỹ, chứ không thể tùy tiện hành động. Huynh làm gì vậy? Băng quả liên trên tay của cô, ba canh giờ sau sẽ tự tan chảy. Thủ giới sứ giả, nếu cô không nghe lời tôi, cô không đủ tư cách làm thủ giới sứ giả của tôi. Sau này cô đừng đi theo tôi nữa. Ca Sách, thả tôi ra. Huynh đứng lại, huynh sẽ hối hận đó. Ba canh giờ sao? Hả? Huynh dùng băng quả liên khóa chặt cô ấy suốt ba canh giờ. Xem ra Lê Lạc đã nói cho cô nghe. Dạ đi thông thả. Uống xong nhớ đến mua nữa nha người đẹp. Được. Đây rượu ngon đây, rượu ngon đây, rượu ngon đây. À người đẹp, vị công tử này khôi ngô như vậy, hay là mua ít rượu của chúng tôi mang về làm như ý tủ đi. Như, có phải huynh từng mang như ý tủ cho tôi không? Tôi chưa từng mang rượu cho cô. Xem ra đầu tôi lại hồ đồ rồi. Cho tôi một bình rượu ngon nhất. Được, mời. Dương, huynh thích uống rượu trần gian sao? Lê Lạc thích uống. Đây. Tôi nghe tần sở nói hồi nhỏ mỗi khi huynh ấy chọc giận cô đều nấu món tôm luộc cho cô ăn, cô ăn xong sẽ thấy vui. Cô xem, đây chính là món tôm luộc, còn lớn như vậy không dễ có được đâu. Cô ăn tự nhiên đi. Cô sao vậy?
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi ngửi thấy mùi này thì lại không muốn ăn. Hai vị ăn đi. Có phải là cô không được khỏe hay không? Không phải, tôi chỉ cảm thấy hình như tôi chưa từng ăn món này. Ngày xưa cô thường cùng chúng tôi ăn thịt uống rượu. Đúng vậy, tôi còn nghe ca sách nói ngày xưa cô thích nhất là ăn cá nướng mà. Ca sách đi đâu rồi? Cô biết đó, Quỳnh ấy là Dương. Đã làm Dương thông thường đều rất nhiều công việc. Hả? Hay là tôi đưa cô đi cưỡi ngựa, chúng ta đi hai vòng rồi quay về. Tôi biết cưỡi ngựa sao? Cô không chỉ biết cưỡi ngựa, cô còn có một con ngựa tên là Thái Đầu. Đúng vậy, tôi nghe Tần Sở nói sau đó còn được đổi tên thành Tuyết Nhạn. Lần đầu tiên cô gặp Dương chính là cưỡi Tuyết Nhạn đi gặp người đó. Chẳng lẽ cô đã quên rồi sao? Tuyết Nhạn là ai đã sửa tên cho nó vậy? Tại sao phải sửa tên? Trời ơi, nói chung là thường ngày tôi cũng mau quên dữ lắm, nhưng bây giờ được như vậy là tốt rồi. Nè, ăn đồ đi. Dương, Quỳnh thấy đói bụng rồi. Sao cô lại giống như Lê Lạc vậy? Nhìn thấy hoa thì nghĩ tôi đói bụng. Cô chủ, tôi mua hết số hoa này. Vậy công tử cho tôi xin 10 lượng. Quỳnh mua hết chỗ này, vậy tôi mua cái gì đây? Cô không cần mua, bó này tặng cho cô. Tặng cho muội nè. Tôi đi mua thêm ít đồ. Sau khi tôi tỉnh dậy, Quỳnh tỏ ra xa lạ với tôi. Dương, rốt cuộc người đó là ai? Cô ấy là hiện thê của tôi. Tuy cô ấy cũng quên hết quá khứ như cô, nhưng tình yêu tôi dành cho cô ấy đến nay không thay đổi. Cho nên xưa nay Quỳnh chưa từng yêu tôi. Lâm Thường, tôi cũng thích cô, nhưng đó chỉ là tình bạn mà thôi. Tôi xin lỗi. Thật ra tôi cũng biết rõ, từ lâu tôi đã quên hết mọi quá khứ. Trong đầu óc của tôi lúc nào cũng hiện lên người mà Quỳnh thương yêu. Tôi nghĩ người đó chắc là Lê Lạc. Chẳng qua tôi lúc đó tôi cho rằng người mà Quỳnh thương yêu là tôi. Nhưng mà Quỳnh yên tâm đi, sau này tôi sẽ không nhầm lẫn nữa. Được rồi, vậy tôi về Nhân Ngư Đảo nha, Dương.
Chúc huynh và Lê Lạc mãi mãi hạnh phúc. Xong rồi, Nguyệt Thần, cô qua xem đi, có đẹp không? Nguyệt Thần tỷ tỷ, tí coi muội có đẹp không? Huynh còn dựa vào tôi đánh huynh đó. Sao cô lại làm vậy? Muội muội đây là cô gái yếu mềm mà. Huynh mau dừng lại đi, vô thay đồ cho tôi. Huynh còn làm lì nữa, tôi hạ độc cho huynh chết bây giờ. Cô mau sửa lại giùm tôi đi. Lì Lạc, ta thật không ngờ muội còn biết quá trang dùng cho người ta. Dương, tôi giao lại Lê Lạc cho huynh đó. Ê, vậy tôi đi dạo chơi với Nguyệt Thần tỷ tỷ hả? Ê, đi đi thôi, đi thôi. Chúng ta đi thôi. Đi đâu vậy? Đến đó nàng sẽ biết. Công chúa. Về Nhân Ngư Đảo. Dạ. Nhìn một lần là đủ rồi. Chỉ cần nhìn thấy huynh ấy đi chung với Lê Lạc, tôi đã triệt để dứt khoát rồi. Ngày xưa chúng ta từng đi thả diều sao? Có một lần, nàng bất chấp an nguy của mình vì muốn đánh đuổi quả tộc công chúa. Nàng chấp nhận tự làm hại mình. Lúc đó ta giận lắm, nhưng ta không thể làm gì nàng, chỉ có thể phạt nàng thả diều, cầu chúc cho nàng có thể bình an. Lần đầu tiên nàng cho ta biết tên của nàng, lúc đó nàng cưỡi tuyết giạc tới tìm ta. Nàng nói với ta: Dương, tôi là Lê Lạc, tôi đến đón ngài. Xem ra phép thuật của ngài hồi phục rồi. Cô là ai? Thuộc hạ phụng mệnh thủ giới tướng quân Khắc Tác tới đây bảo vệ Dương tử. Cô tên họ gì vậy? Tôi tên Lê Lạc, Dương tử, tôi đến đón ngài.
Hồi chúng ta còn ở trần gian, nàng thường xuyên nói nàng sợ ta đói bụng. Sau đó ta mới biết được, ở trần gian qua không phải là thức ăn, mà là một món quà do người đàn ông tặng cho người mà họ thương yêu. Sau đó rốt cuộc ta đã tặng qua cho nàng. Nàng vui vẻ tươi cười. Nàng nói ta là người đàn ông đầu tiên tặng qua cho nàng. Tôi đang nghĩ, từ trước tới giờ trong tay chỉ quen cầm đao kiếm dao mắt, xưa nay chưa từng nhận được bó hoa lớn như vậy. Cô không vui sao? Vui chứ. Chẳng qua tôi cảm thấy, liệu tôi có giành mất bữa ăn của ngài hay không? Ngài có đói không? Hay ngài ăn đỡ miếng qua đi? Không cần. Đây. Nàng thích uống rượu. Có một lần nàng cho ta biết, con gái dưới trần gian vừa chào đời, cha của họ sẽ chuẩn bị cho họ một hũ như ý tử, sau này biếu cho Đức Lang Quân mà họ thương yêu. Lúc đó ta đã biếu cho nàng một bình rượu. Cha, rượu thơm thật đó. Đây là rượu năm ta vừa tròn 100 tuổi, phụ dương ta biếu cho ta. Cái bình rượu này có thể biến những thứ đổ vào đó thành mỹ tượng. Ta nhớ hồi ta còn nhỏ, thích đòi chế nhạo ta, đã bắt sâu bỏ vào trong cái bình này. Cả đời của ta cũng không thể quên mùi vị của bình rượu đó. Ý, đợi đã. Đây là như ý tử cho ta tặng cho cô. Không phải cho cô uống đâu, mà là cho cô sau này tặng cho người người mà cô thương yêu. Nhưng mà nàng lại gọi ta. Tôi gọi huynh bằng gì? Nàng nói ta lớn hơn nàng 100 tuổi, nàng gọi ta bằng cha. Chuyện mắc cười như vậy sao? Tại sao tôi lại không nhớ gì cả? Thực ra lúc bấy giờ ta ước gì nàng tặng bình rượu cho ta. Sau đó chúng ta thành thân, nhưng chưa kịp uống bình rượu đó, nàng đã bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Cũng may bây giờ nàng hồi phục rồi, mọi chuyện đã trở nên tốt hơn. Nhưng mà tôi lại không nhớ gì hết. Huynh vẫn thương tôi như ngày xưa. Vậy thật bất công đối với huynh. Nàng không nhớ thì thôi, nhưng nàng vẫn là Lê Lạc, là hiền thê của ta. Bao nhiêu đó đủ rồi. Người mà ca sách thương yêu thật sự không phải tôi. Như vậy tại sao ánh mắt mà huynh ấy nhìn tôi trong giấc mơ cũng như bây giờ vậy? Huynh ấy cười với tôi, tôi cảm thấy tôi là cô gái mà huynh ấy thương yêu nhất. Chẳng lẽ tất cả đều là một giấc mơ sao? Nếu thật sự như vậy, tôi hy vọng trong giấc mơ sau này của tôi không nên có huynh ấy nữa. Sao lại lạnh vậy? Lì là nàng sao vậy? Nàng sợ ta sao? Đừng mà, đừng mà.
tôi xin lỗi. Tôi cũng không biết. Tôi xin lỗi. Ngươi là bảo vật trong lòng nhân ngư nữ dương, nhưng trái tim của ngươi lại hướng về Ca Sách, còn Ca Sách thì hướng về Lê Lạc. Thứ mình muốn có được mãi mãi cũng không được. Đúng là trớ trêu. Lam Thường đã biến mất rồi. Các người đã tìm kiếm khắp nơi chưa? Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi rồi. Các người, các người. Thánh Tôn tha mạng. Thánh Tôn tha mạng. Công chúa đã trở về rồi. Cậu là ai? Bà đừng quan tâm tôi là ai, cứu người trước đi. Mau đưa Lam Thường về phòng. Dạ. Mời áo dụ sư đến.